Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Chúc tất cả mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một video về một dòng sản phẩm đã làm mưa làm gió và cũng tốn không ít bút mực của các trang báo mạng cũng như các trang mạng xã hội kể từ khi có thông tin rò rỉ từ ngày 4 tháng 8 năm 2020. Đó chính là một siêu phẩm của VinFast sẽ dự kiến chính thức ra mắt giới mộ điệu yêu xe vào tháng 9 năm 2020. Mẫu SUV hàng đầu của hãng xe Việt có tên President, tạm dịch là người đứng đầu hoặc người đi đầu. Kích thước của President được đánh giá sẽ lớn hơn SA. Hãng xe Việt đặt tham vọng có thể cạnh tranh cùng phân khúc với những mẫu xe SUV hạng sang như Lexus LX570 hay BMW X7. Số lượng sản xuất giới hạn và kế hoạch ban đầu của hãng sẽ là 500 xe. Mức giá từ 6 đến 7 tỷ đồng. Sau nhiều lần rò rỉ hình ảnh VinFast President chính thức lộ diện, thiết kế ngoại thất với nhiều đặc điểm giống mẫu xe anh em VinFast Nux SA 2.0 nhưng cao cấp và sang trọng hơn. Bộ mâm 20 inch có thiết kế như xe VinFast Lux SA 2.0 nhưng được mạ vàng thay vì chỉ là pha chrome như trước đó. Các chi tiết mạ chrome cũng được thay bằng ốp mạ vàng như viền cửa sổ, ốp hông, ốp gầm. Bên cạnh đó, chiếc xe này còn có thêm giá lóc và bậc lên xuống cũng được mạ vàng. Ngoài ra, còn có một số chi tiết được nâng tầm như lắp capo thể thao hơn với hốc hút gió lớn để tản nhiệt cho động cơ V8. Thiết kế phần nắp capo có nhiều đường gân dập lồi hơn, có phần cơ bắp nhô lên ở hai bên hông xe. So với Lux V8, mẫu President có một số khác biệt ở sự phối hợp tạo sự tương phản. Xe sơn màu đen, lưới tản nhiệt dạng mắt cáo cùng tông màu đen bóng. Tương phản là các chi tiết màu vàng đồng như logo, cản trước, vành xe, nẹp sườn, bật lên xuống và giá lóc. Logo VinFast màu vàng đồng sắc sảo, lưới tản nhiệt dạng tổ ong, sơn đen. Bên dưới logo có sự xuất hiện của một camera ám chỉ xe sẽ được trang bị camera 360 độ. Ở đuôi xe là chữ President cùng tông màu vàng. Thiết kế lắp capo cũng thể hiện một chiếc SUV hiệu suất cao với khe hút gió cùng các đường gân dập lồi cơ bắp. Khe hút gió nhiều khả năng để làm mát bộ giải nhiệt khí nén dùng cho tăng áp. Mẫu SUV mới có thể nhấn mạnh vào trang bị và vật liệu cao cấp. VinFast President có kích thước lớn hơn, chiều dài cơ sở lớn hơn mẫu xe anh em VinFast Nux SA 2.0, tạo không gian rộng thoáng cho hàng ghế thứ hai, khả năng xe sẽ có hàng ghế thứ ba hay không vẫn còn được bỏ ngỏ. Nếu sử dụng động cơ V8 như concept trước đó, VinFast President sẽ được trang bị khối động cơ V8 dung tích 6.2 lít, có công suất tối đa là 455 mã lực, mô men xoắn cực đại lên đến 624, giúp xe có khả năng đạt tốc độ lên tới 300 km/h. Với việc sử dụng một động cơ hoàn toàn khác cũng như chiều dài cơ sở lớn hơn, khung gầm của VinFast President cũng sẽ khác biệt hoàn toàn so với mẫu sedan VinFast Lux SA 2.0, hứa hẹn tạo lên cảm giác lái mới mẻ nhưng lại không dành cho số đông khách hàng. Hiện chưa rõ thời điểm chính thức trình làng của VinFast President, nhiều khách hàng vẫn đang chờ đợi thiết kế nội thất bên trong hứa hẹn sẽ sang trọng và đẳng cấp hơn nhiều so với hai dòng xe VinFast Lux tung ra thị trường trước đó. Cảm ơn anh em đã cùng xem video của em. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ngày ra mắt chính thức của mẫu xe để khám phá khoang nội thất bên trong xe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.